Yo caíme. Quả lý cũng có tiền hả bởi? Ừ. Không, bởi không có nữa. Ít quá không? Ít người xây không làm được, nên chỉ vai để đăng bánh. Ý là chị nặng hả? Chị thì có, nhưng mà ý là chị thì chị đang bận cái ca nên hơi nặng. Tiếng hả em? Ừ. À, ý là em... Đau chưa em? Còn chưa. Cố gắng nè. Bạn đi đang buồn rồi. Bạn đi đang buồn rồi. Lẽ này. Chị đang đứng. Chị đang đứng, đang đứng. Chị đi. Không bỏ lo. Thank you.
sáng mai hẹn. Sát vô đi, xa quá. Xa, nó xa mà. Released their first electric urban scooter, available in both L1 and L2 configurations. Stylistically, the Fantic Electric is essentially a beefed-up version of their existing